sau 25 ngày xét xử, tòa án nhân dân tỉnh tiền giang đã tuyên phạt 111 bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ kiểu khủng bố. đây là vụ án đòi nợ thuê do trần văn châu 44 tuổi và hồ quốc hùng 37 tuổi chủ mưu cầm đầu được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quy mô và tính chất manh động của băng nhóm tội phạm núp bóng công ty luật pháp việt. Châu có vai trò là phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty luật pháp việt. Hùng là phó giám đốc vận hành công ty, có trách nhiệm đưa ra các giải pháp thu hồi nợ và đốc thuốc thu hồi nợ. Theo thỏa thuận, công ty luật pháp Việt được các công ty tài chính ngân hàng trích từ 18% đến 50% trên tổng số tiền thu hồi được. Thông qua các hợp đồng đã ký kết, công ty này đã thu hồi được hơn 456 tỷ đồng, được chi trả hơn 168 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chi nhau tiêu xài. Trong vụ án này, Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản. 109 bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh từ 1 năm đến 13 năm tù.